hay là tụi anh còn nhỏ ai đây cũng chơi cướp cờ. À. Nhưng mà các em phải cẩn thận. Số 1 thì bắt số 1, số 2 thì bắt số 2, số 3 thì bắt số 3. Không được bắt lộn. Anh gọi số 1 hai bên ra đứng chung quanh cái vòng ở giữa có cái khăn, ai cũng biết là khăn rồi chứ gì. À nhưng mà bây giờ các em số 2 mình gọi số 2 ra mà thằng mất số 1 nó chộp kịp nó chạy thì chỉ số 1 mới đuổi được số 1. Rồi số 2 thì đuổi số 2. Thì có một cái khăn thôi. Thế thì em nào nhanh tay thôi em đã thắng. Em nào chậm thì em nó thua. Có khi ta gọi lên 3 4 5 xong rồi ra cho nó chạy cho gì vần vờn, nó chứ trước rồi. 3 4 đi về. Ê, năm còn lại thế thì trong lúc mà lộn xộn nữa vậy là hai em năm kia là thế nào đó hôn nó nhìn cái lúc mà đi về đó, là lấy ra giật khăn thì chỉ có số năm mới đuổi số năm thôi còn anh khác không được cả đấy, thế thì sau khi một cái lỗ một lần thắng thì tụi anh này nào cướp cờ cướp cờ cướp cờ anh em ta mau cướp cờ nào cướp cờ cướp cờ cướp cờ anh em ta mau cướp cờ nào gan tiến thăng anh em ta mau cướp cờ nào sáng mắt khéo tay anh em ta nhanh nào thì cứ mỗi một lần chơi lại hát cứ mỗi một lần chơi lại hát thế bây giờ anh chả thấy cái em nào chơi cướp cờ mà hát mỗi lần khi mình thắng mình được mình được hát đâu đây là một cái tạo cho cái cuộc chơi sinh động mà các em hát là các em sẽ quên hết tất cả mà biết rằng nó hát là nó hay là ngược lại em nào thua thì phải hát Là tùy các anh Là tùy các chị, các bài trưởng